Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Hồi nãy mình đọc bình luận thì mình thấy có một bạn nói là gì riết còn úp còn có được con dán à. Thì không phải, cái đó là hôm qua là mình test thử cái bộ bài này. Với lại hôm qua mình tưởng mình tập trung mình chơi, mình không có nói chuyện. Chứ không phải là mình bây giờ mình đổi cái phong cách mình úp mỗi lần một tập vậy là một dán bài. Tại vì nói chung là bữa nay mình mới tập chơi, hôm qua mình tập chơi thử con Harmon thôi, tại nó thuộc hệ Thunder, là bộ bài của mình đa phần là Thunder. Rồi bữa nay vô mới chiến thiệt đây. Qua đánh thử thôi mà. Như là bộ bài này còn phải cải tiến rút gọn thì nhiều lắm, nhưng mà từ từ giờ thưởng thức 50 lá đi ha. Như là tại mình thì với con rồng này cũng không có duyên với nhau lắm, nhưng mà thôi kệ, nó cũng dùng thử được, tại nói chung là thấy nhiều người dùng, mình không dùng thì cũng buồn. Vừa vô ổng để bài với ông vậy là làm sao tôi dám chơi đây. Rồi xong, mình lấy hai con lên luôn. Ấy quên đó, bài bấm nhầm nữa, bấm nhầm mà nó đổi cái thứ tự mình nhầm. Rồi xong, cho con này ra. Chờ biết hay là bị ảnh chơi mà. Nhưng mà ra để mà phá đấy, tại con này nó hết lượng nó cũng văng vô à. Không sao, mình có đem con tâm một nữ thần theo, thành ra có gì để mình dùng con tâm một nữ thần cho đi với con này cũng được. Không biết hồi sinh lên nó còn giữ cái chức năng của nó không ta. Tại con này là cái con Gintama này thì Jintoki, là cái con Jintoki này nó có một cái đặc điểm là nó hết lượt của nó là tự động nó văng vô. Rồi một con phục thủ chắc ăn. Con nghiêm con nghỉ. Mới vô chúng ta đừng có công gọi tới lúc rồi chúng ta mới bật lại. Rồi để coi nè, văng vô. Cái màu vẫn văng vô rồi. Rồi kể gì coi như nó được hồi sinh hoàn toàn, nó cũng không phụ thuộc vào con này nữa. Con gì đây? À cái bình hả? À, không sao lỗ một lá không sao. Tại vì ba con rồng mình đi hết rồi. À ảnh cũng fusion nè, đúng rồi quên mất để ảnh có cái này. À, không sao bình thường. Đâu dễ ăn thế, mình tính hết rồi, cũng may là bộ Thunder thì nó cũng có vài con chuyên dùng để thủ. Con này quăng ra cho vui thôi. Bây giờ còn bài đâu nữa để mà chơi. Rồi đây, Lord Harmon đã trận. I'm just about done once I play this card. À đúng rồi, có bạn đề nghị mình chơi cái bộ Oracle hay gì đó. Hôm qua mình tìm thấy mấy lá Oracle rồi nha. Nhưng mà nhìn chung thì mình chưa nghĩ ra được cái cách nào để chơi nó một cách hiệu quả, nên tạm thời mình khoan chơi nha. Nói chung là mấy cái lá Oracle đó mình thấy nó cũng hay đấy, tại nó dựa trên nền tảng của cái sinh mệnh mà. Nhưng mà từ từ đã, tại cái đó nó hơi khó trong cái việc mà kết hợp với nhau, mình chưa tìm ra được cách kết hợp. Tại nhìn cái deck ở trên mạng thì mình thấy là nó không hợp ý mình lắm. À rồi không sao, con này thoải mái. Tại nó có 3.200 à, mình tới 3.900 lần. Mà mình thủ rất mạnh nữa, nó thủ có 2.500 các bạn. Rồi ok, Tam Nga Tài Tuyết. Rồi úp lá này xuống rồi đã, từ tính. Tất cả ngửa bài lên. Tư tưởng lớn gặp nhau hoài ta. Rồi thôi không sao, chuyện thường. Anh em mình tạm nghỉ nhau 3 lượt nha. Ai chà, rồi lại lúc đó dung hợp ra nữa. Cái con rồng hồi nãy nó dục phải một cái nó mới về dạng sư minh, còn thôi là nó sẽ ra cái dạng ti của nó.
resurrect the monster's soul from the graveyard. À, ra con này à. À rồi, cũng ghê, cũng ghê. Cái gì đây? À, dung hợp nữa. Đúng rồi, anh đang có con kia mà. Anh gọi ra hai con rồng rồi luôn. Rồi, fusion là bình thường. Bình thường thôi anh trai. I switch it to attack position. I switch it to attack position. Now, I'll set a card. Ok, bình thường, bình thường. I end my turn. Bình thường thôi ông anh ạ. And I'll use this, the magic card. Phá. Cho con Thu ra bắn mấy phát chơi. Anh em bắn bộ này nó được cái nó có con này bắn bay qua đầu. Tưởng loại được Lost Hamon của mình mà ngon. Ây da, nó bắt bài của tôi. I offer a monster on my field as a tribute. Rồi, nguyên rủa tà long. Không sao, không sao, la 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 la. La 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 la. Mình anh biết chơi thiên điểu hả? Em con này cũng biết chơi dùng kiêu thiên điểu nha. Em còn không xách cái la toàn hoàng theo đấy, anh đừng có tào lao với em. Sao hả? Thấy có lợi hại không? Đúng. Tại vì ảnh còn chưa gây được miếng sát thương nào cho mình. Tuyệt chiêu gì đây? Trời, kéo dài chi thuật. Rồi, đó là pha cố gắng cuối cùng của ảnh rồi. Quá hay, quá hay. Quá bá đạo, quá bá đạo. Quá hư cấu, quá hư cấu. Ê, lộn hình rồi, ông làm mod ơi. Trời, chỉ công chi thuật. Chà, cứ tưởng là thắng rồi. Không sao, không sao. Rồi ra con này chỗ ma mình hay chi? À đúng rồi, biết mình bắn được. Rồi, đi chơi kiểu này vậy. Rồi. Nhân mã phi tiễn. Ờ, nhớ cái ảnh gây tổn thất cho mình được chút. Sao hả quý vị? Rồi làm tiếp dán nữa ha. Rồi không phải nãy bấm nhầm các bạn. Quên mất cái con cứ quen cái chỗ cái tay vô cái con đó. Giờ để mình chơi lại nào. Ngon đấy, ngon. Vô vô vô. Rồi ra được mỗi con ta một địa quỷ à. Rồi đây. Rồi lá này. Lá này. Kéo luôn. Mình mất 2, ảnh mất 5 mình lời mà lo gì các bạn. Ồ mình cũng kéo được card description của ảnh, hay quá. Rồi, vậy giờ mình bắn ba qua đầu ảnh phát cho vui nhà, vui cửa. Ứ. Đương nhiên là phải ứ rồi. Quả nó đau lắm mấy đùa. Mình còn 42, anh còn 31. Pha nãy mình kéo thôi á. Rồi ok, anh muốn rút cái lá đó lên thì tùy. I'll resurrect the monster's soul from the graveyard. Tell me, how did you survive? Rồi gọi được con này lên thì cũng là bá đạo đấy. Nhưng mà không kháng được phép của mình. Thế là mình không kháng được phép của ảnh. Rồi mình không có lắc kháng phép ở đây. Rồi. À ảnh gọi cái con Chimera ra. Nếu này là Chimera này thì anh gia chê nhá. With this card I can't fail. I offer a monster on my field as a tribute. Gì nữa? Chà. Rồi toàn được bài đỉnh ra không nội ơi, ổng xì bam bài rồi.
quá ghê, quá ghê, quá bá đạo, quá bá đạo, quá hư cấu, quá hư cấu. Nhưng mà tiếc là khả năng hư cấu đại pháp của mình thì cũng không phải dạng vừa. Hãy xem đây, chạy en hư cấu. Ha ha ha, để coi ảnh phá chiêu của mình như thế nào. Phép gì nữa đây? Trời, huyết hoa của phong bão. Trời, quả này tổn thất nặng à. Rồi, không sao, chấp nhận luôn. Cơ hội cho mình gỡ đây. Mất tí máu thôi. Đó là nửa máu đấy các bạn. Hơn nửa máu luôn. Nãy giờ mình dựa vô cái lá tâm Nga tề tuyết hơi nhiều. 2.001, 2.500. Now, I'll set a card. Cái này thì đương nhiên phải có rồi, tại vì ảnh năm lá trong tay không có lá trap nào, hơi dễ mà dùng bộ fusion thì đôi khi nó hơi bị thiếu trap. Rồi đây. And I'll use this, the magic card. Rút bài ra nào. Ha 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 ha. Mượn tí nha. Úp con này xuống tạm một chút đi. Anh em bắn. Biết ngay mà. Sao vậy anh đỡ mất công cộng máu cho ảnh thôi. À chỉ công chiến thuật à. Rồi cũng không sao. Rồi tặng lại ảnh ngàn máu thôi mà. Có cái gì đâu căng. Cái gì đây? Ồ, ra cái ghi luôn à. Chà, quá là đau bằng ăn. Rồi, không sao, bộc phá chi thuật. Con Chimera này nó lợi hại chính chỗ này nè. Rồi. Thôi quả này chịu rồi, đường nào cũng thua dở lên làm gì. Ba con này ở đây thì nó đép bài rồi. Chơi gì nhiều khi cũng dễ đép bài các bạn. Tại cái bộ Thunder này thì mình lấy hết mấy con Thunder ra mình chơi rồi. Giờ Fusion với lại Summon mấy con dạng này dễ đép bài lắm. Rồi nếu như là nãy cái thế của mình vô tình bị phá nữa nó mới thành vấn đề. Rồi xong. Nó đổi cái này nè, nãy vô tụi mình bấm nhầm. Để coi ra con này đi. Ra có lá này ở đây rồi, nói chung là nãy anh tung huyết hoa của phong bạo ra mình đỡ không kịp. Mình có cầm kháng phép theo mà nãy xưa nó không sổ cái lá đó ra. Gọi được mỗi con này ra ăn vỏ ma người ta. Thử bộc phá chi thuật. Con này tắt đài luôn. Tâm Nga tề tuyết. Rồi đây. Và từ nào. Cái này là con rồng đúng không? Như vậy mình hơi lỗ. Thôi được rồi, chấp nhận đi. Thường thì AI nó ưu tiên nó bắn cái con đang ngựa đang đỡ thế công trước. Điều mình phá cái lá này đã. Thì ra là chữ công chi thuật. Ảnh chơi dung hợp với thành ra ảnh dùng chữ công chi thuật nhiều. Rồi 4 lá bài của mình không sao, mình chịu được. Mà nó ảnh kéo mất hai con rồng của mình đi luôn rồi. Này thì nó ra con Chimera nữa thôi. Trời, anh bắn con thiên thần của mình thì không sao, chuyện nhỏ. À, nó cũng không mất quá nhiều máu, nó 2001 thì cũng tương đương với một con Severus thôi.
đây để coi nào, mình lấy một con hu ra đi. Đây. Đây. Và đây. Phá. Trong trường hợp này thì nên đè. Rút cho anh đét bài luôn các bạn, tại vì anh rút được con lá, mình kéo 5 lá là nhiều khi tạo cơ hội cho anh. Rồi đây anh em bắt. 1800. Chimera này nhìn thì cũng ghê đấy nhưng mà anh gia không thích. Rồi, ok, kéo rồi lên thủ rồi mà có cái gì đâu căng. Đây là chúa tể của những cú đánh, cú sét đánh nha. Cái đó là phiên bản khác của thần rết đó, mà tà đạo hơn chút, bản thân thần rết vốn chạy tránh phái gì cho cam. Rồi giờ mới có kháng phép chi thuật. Giờ anh phải ra từng lá thôi các bạn. Trapon là đúng rồi. Vậy mới đúng là Yugi của chúng ta. Rồi xong nha. Rồi để coi gián này ai ăn. Biết ngay là ổng có phép mà. Giờ ra đó cũng đét bài thôi, làm gì được nhau. Cho anh vừa tung đi kháng lá khác ngu sao thôi. Kháng lá này. Rồi giờ thấy ảnh mệt rồi đó. Rồi đây Hamon ra trận. Rồi đây phát thứ hai. Rồi giờ để coi anh ra được cái gì. Phép thuật gì đấy nữa hả? Rồi hết bài rút rồi. Tỏ ra nguy hiểm với mình rút rồi. Rồi mình cũng sổ được lá này. Rồi thôi pha kết thúc của lãnh chúa Hamon, của chúa tể Hamon nào. Rồi xong. Ra cái gì? Rồi thôi ra mấy con này cũng được. Cho đổi không? À cho đổi đổi đi, mấy con này có đủ hết rồi. À, con này mới xíu, con này cũng có lấy thêm nè, con này thừa rồi. No, I lost. I guess you wanted to win. Rồi thôi không sao, gián này anh em mình trao đổi kiến thức vui vẻ. Rồi rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.